Chú giải được chia những phần như thế nào? Thấy trong bút task nhưng không còn đọc được vì link đã hỏng rồi. Quý vị chờ sư một tí. Nó có một cái trang Sutter Central nhưng mà bây giờ họ đổi cái giao diện á, cho nên là sư cũng không thể mò ra được. Nhưng mà bây giờ nó có một cái trang là đây nè. Quý vị thấy ha, thấy cái từ theravada.vn theravada.vn thì ở đây là chúng ta có đây Tipitaka, có nghĩa là đây là thứ nhất là mu lá là chánh tạng nè, chánh tạng ha, chánh tạng, chánh tạng bằng Pali. Thứ hai là Athakatha, có là chú giải, chú giải gồm có chú giải tạng luật nè, chú giải tạng kinh nè, chú giải tạng Atidàm, và cái này là phụ chú giải cũng là tạng luật, tạng kinh và Atidàm. Anh nhá là những tài liệu khác, còn cái này là cái tâm tạng bằng tiếng Anh ha. Còn đây là phần tâm tạng tiếng Việt. Cái cách sử dụng á là thí dụ như là chúng ta qua bên cái chú giải nè, chú giải tạng kinh trường bộ ha, trường bộ thì cái này có 3 phần. Chị bấm vào và nói á, là sư xin phép sư chê, chứ còn cái cách trình bày này nó rất là rối con mắt, cái cách trình bày này rất là rối con mắt, chẳng thà để nguyên cái danh sách đi thì nó dễ hơn. Đây nè, đây là cái kinh chú giải kinh Phạm Võng, quý vị có thể bấm vào để quý vị xem. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là quý vị có đọc được hay không. Có một đấy, quý vị có đọc được hay không. Ở đây ngoài ra ở đây nó còn có cái từ điển, từ điển đây quý vị thấy không, có cái từ điển, quý vị nhấn vào cái từ điển thì nó sẽ tra cho quý vị, tra cái từ cho quý vị. Nhưng mà cái này thì nó cần phải biết biết cái từ nguyên mẫu, ví dụ như là từ Buddha đấy, quý vị tìm ha, tìm đây. Đây là cái bút thác của mình là không có dấu chấm, không có dấu chấm ở dưới đây, có dấu chấm ở dưới là già cả lớn tuổi đây này. Dấu chấm nè là người đã giác ngộ nè ha. Đây nó có một số cái từ nó đính kèm, ví dụ như là bút thác ca lá là thời kỳ có Phật ra đời, bút thác guna là ân đức Phật đấy. Nhưng mà xin nói là quý vị muốn mà xem được chú giải đó, mà để tránh cái kiểu là dò từ mà dò theo kiểu từ điển á, là quý vị phải học Pali, phải học Pali, chứ còn không có nên là tự ý dò cái kiểu này thì nó rất nguy hiểm. Tại vì chúng ta khi mà không có nắm được Pali đó mà chúng ta dò thì rất dễ là chúng ta hiểu sai hay chúng ta dò sai. Ngoài ra nó còn có công cụ nữa, nhưng mà do quý vị không phải là người học Pali ấy, mà sư đưa cái công cụ cho quý vị thì có khi là nó sẽ hại cho quý vị nhiều hơn. Giống như là một đứa con nít ấy, nó bắt đầu nó học cộng trừ nhân chia, nó học mới có học là chưa có học một cộng một bằng hai nữa, mà đưa cho nó một cái máy tính để nó bấm là hại cho nó chứ không phải là giúp cho nó.